Ôi, 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 lại dính luôn đây nè mọi người. Ôi, 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 đây, đây, đây. À, đây, đây, đây. Từ từ, đợi, 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 chào tí. Đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy hiệu quả chưa, cái bẫy này. Hello, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình ngày mới. Mình chúc mọi người vui vẻ nhé. Ngày hôm nay thì mình cũng không lên rừng nữa mọi người. Hôm nay mình đi theo chú mình để mình gọi là cái gì ta? Mình sẽ đi đặt bẫy con chim nha mọi người. Con chim đấy là con chòe than nha mọi người, chích chòe than đấy. Thì bây giờ thì mọi người cùng theo dõi mình nhé. Và hôm nay thì mình đi bẫy chim ấy, thì mình sẽ đi theo dọc đường nha mọi người. Dọc đường ở chỗ mình ấy. Nếu mà gặp được hoặc là mình bẫy được mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Rồi mọi người cùng theo dõi video của mình nhé. Đây giờ mình sẽ đặt bẫy đây nha mọi người. Đây này mọi người, đây là cái bẫy này. Mình đặt tam giác luôn này. Đó mọi người thấy mình cái sợi cước này chưa? Đây này. Đó mọi người thấy chưa? Nếu mà con chim ấy mà nó đậm vào đây thì nó kiểu là nó cái dây này là mọi người sẽ kéo mắc vào chân nó ấy, thì sẽ bị dính nha mọi người. Đó. Đang đặt rất là nhiều bẫy mà. Và đây là con chim mồi nha mọi người. Mình sẽ cắm vào đây. Để mồi mấy cái con chim kia nó xuống nó đánh nhau ấy mọi người. Đặt hai con. Đấy nó ở trên này. Ở trên này. Chim ở trên này rồi mọi người. Nó ở trên này. Đây đây bây giờ mình sẽ đặt máy quay ở đây nha mọi người nha. Đấy, thả đi. Thank you.
Đây này mọi người, được một con nhé. Kia, đây. Đây là con chim bị dính bẫy này mọi người. Ui nó làm hỏng hết bẫy rồi. Thế giờ con này thả đi à? Thả đi à chú? Thả đi thôi. Đấy. Giờ nó đang nuôi con đánh chơi. Này mình đánh chơi thôi nha mọi người. Tại vì con này này. Cầm đi. Đây. Từ 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 từ. Đây. Đây này mọi người. À đi đi. Đi. Đấy, đây này mọi người thấy chưa? Đó. Con này là con cái nha, con chích chích chòe than nha. Đó. Bây giờ mình sẽ thả đi thôi nhá mọi người nhá. Này mình chỉ đánh chơi thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ thả nó đi nha. À, bây giờ chú cháu mình sẽ thả nó về tự nhiên thôi nha mọi người. Đó. Con này mình sẽ không bắt nha. Đang mùa đẻ nha. Hôm nay mình với chú mình đi bẫy chim chơi nha mọi người. Con này là con gì nhỉ? Con chích chòe than à? Vậy, bây giờ chú thả đi nha. Đấy. Đấy mọi người nha. Đi nha, nuôi cho con lớn vào. Bye bye nha. Rồi bây giờ mình đi bẫy bẫy tiếp nha mọi người. Mình đi bẫy xem còn con nào không. Hôm nay mình đi gọi là bẫy chơi thôi. Ở khu này chú mình phát hiện được một con mọi người ạ. Giờ chú lại bắt đầu bẫy tiếp này. Đây mọi người xem này. Xem bẫy chưa. Bắt đầu cắm chim mồi nhá. Nếu mà con chim ấy nó bay xuống dưới này nó mà đánh hai con ở hai con chim mồi ở trong này thì nó chui ra này mọi người, chui ra đây thì nó sẽ bị dính này. Bây giờ mình sẽ đặt máy quay ở đây nhá, xong là mình né đi nhá mọi người. Hôm nay trời nó hơi tối nên là mọi người xem video thì không được sắc nét cho lắm, mọi người thông cảm nhé. Rồi bây giờ chú đặt mồi. Giờ mình né xuống bên dưới kia nha. Được một con mà nghe. Đấy. Con này chim đực phải không? Đây là mọi người. Đây, nó bị dính bẫy rồi nè mọi người. Đó. Ui. Trong vòng mấy phút là được luôn đấy mọi người. Wow, mệt quá. Chạy tít dưới kia lên. Đó mọi người thấy hay chưa? Đây, cho mọi người xem cận cảnh luôn. Đây. Nó bị mắc ở chân nha. Nó lao xuống phát là bị luôn chứ nhỉ. Dính luôn. Nhanh lắm. Cái này chắc thật. Đấy. Con này là con chim đực nha. Chim cái thì mình sẽ không bắt nha mọi người. Chim cái còn để cho nó sinh sản đấy. Mùa này đang là mùa nuôi con nên là mình sẽ không bắt được. Nếu mà bắt được thì mình sẽ lại thả nó đi thôi. Ôi mệt quá mọi người ạ.
Wow, rất là mệt luôn, chạy tít rồi kia đi. Chắc thế nhỉ? Đây. Đây này mọi người, mình cho mọi người xem cái bẫy này, đây này. Kéo kéo ra thì nó sẽ tuột ra nhé. Đó, thế này là bị dính vào chân này. Đó, nhìn xem dính vào tay mình luôn đây này. Chắc lắm mọi người ạ. Khó ra nhỉ. Nhiều quá, 4 cái. 4 cái cơ, hơi thế mà chạy hàng rời. Ui con này nhìn, mình ở dưới kia nhìn nó lao thẳng vào luôn mọi người ạ. Máu lắm. Loại chim này nó hăng lắm mọi người ạ, rất thích đánh nhau luôn. Quả lúc này nếu mà mình có quả camera thứ hai thì mình quay cho mọi người xem rất là hay luôn. Nó lao tít trên cây xuống, lao thẳng vào bị luôn. Ui chắc nhỉ, ấy nó kẹp tay. Nó kẹp tay chú ấy. Chè than. Chè than. Đây, đâu. Chú cầm chân cho mọi người xem nào. Đó, đó mọi người, thấy đẹp chưa? Đấy. Ui. Đấy. Còn con kia không biết chim cái chim đực nhỉ? Chắc là chim cái, loại này nó thường đi theo cặp mọi người ạ. Rồi bây giờ mình đút ra túi thôi. Wow, cuối cùng được một con rồi mọi người ạ. Trời hôm nay rất là tối mọi người nha. Đây này. Trời hôm nay rất là tối nên là mình quay video nó không được đẹp mọi người ạ. Giờ đợi con kia hay là đi chỗ khác? Giờ lại đi chỗ khác thôi mọi người ạ. Con cái để nó nuôi con. Ui có con chim gì kìa mọi người. Con chim to lắm. Rồi bây giờ mình đi, nếu mà được thì mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha. Ở đây chú mình lại phát hiện có một con ở đây rồi mọi người. Chú lại bắt đầu đặt bẫy rồi này mọi người. Này mình đi theo dọc đường đi nha mọi người. Đi theo dọc đường đi khá là xa đấy. Từ nhà mình đến đây chắc phải tầm 50 cây ấy, 40 cây gì đấy mọi người. Mình đi theo dọc đường được một con rồi mọi người. Con đầu thì mình thả nó đi rồi, bởi vì con đấy là con chim cái. Đó. Chú lại đặt bẫy rồi này. Lần này đặt theo kiểu tam giác à? Lúc nãy là đặt hình vuông, giờ đặt tam giác này. Đây, nó treo lơ lửng này, con chim lao xuống là bị dính ngay. Giờ mình đặt máy quay đây nhá, mình bắt đầu đi nhá. Ố, cái loa đâu? Thôi bây giờ chú cứ đặt. Đây, đây mình bây giờ ra ngoài nhá. Rồi. Bạn loa,
tiền mén. Ôi, lại dính luôn đây này mọi người. Ôi, đây. À, đây. Từ, đợi, cháu tí. Đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy hiệu quả chưa cái bẫy này? Mình vừa đặt xuống rồi dính luôn rồi. Trò này vui đấy. Đây này mọi người. Chú lại đang gỡ ra mọi người. Ôi, vừa đặt xuống chắc chưa đến 1 phút nhỉ. Đó. Con từ đợi cháu đấy. Để cháu cầm máy quay sửa cho đây đây. Này cầm cháy nha. Từ cầm vào cái này này. Ấy đi. Ui, nó kẹp. Thôi chú cầm đi. Ui, con này nó hăng lắm mọi người ạ. Nó máu chiến lắm. Ui, xe đi qua hơi ồn mọi người ạ. Con này con chim đực nhỉ? Lại con đực nha. Ui, trò này hay thật đấy. Mình lần đầu thấy luôn đấy mọi người. Đây rồi. Được 2 con rồi nha mọi người. Rồi, giờ lại cất bẫy xong là lại đi theo dọc đường thôi mọi người ạ. Mình mồi bằng âm thanh xong là thấy nó bay ấy, thì mình sẽ lại đặt bẫy tiếp. Wow. Bẫy này rất hiệu quả luôn. Một khi nó lao vào chết luôn. Ui, lúc nãy nhìn nó lao từ trên cây xuống nhìn vui lắm, nhìn thích lắm mọi người. Nhìn nó lao xuống phát xong là bị dính luôn mà. Rồi bây giờ mình đi, nếu mà gặp thì mình sẽ lại quay cho mọi người xem tiếp nhá. Vậy là hôm nay hai chú cháu mình chỉ bẫy được 2 con chim thôi nha mọi người. Đáng lẽ là được 3 con ấy, nhưng mà cái con chim cái kia này, mùa này nó đang sinh sản ấy, nên là mình không bắt mọi người ạ. Mình thả đi để còn nó còn sinh sản gì đấy mọi người ạ. Và mình nghĩ video này của mình cũng khá là dài rồi, nên là mình chắc cũng xin tạm dừng clip ở tại đây thôi nha mọi người. Và video này của mình thì chỉ mang tính chất là giải trí thôi nha mọi người. Mọi người xem video của mình đừng quên bấm like, đăng ký và subscribe cho kênh của mình. Mình đi từ sáng tới giờ ấy mọi người, bây giờ vẫn chưa có miếng cơm nào vào bụng mọi người, rất là đói. Nên là mình thấy mệt quá mọi người, trời sắp tối rồi. Mọi người nhớ like, đăng ký hộ mình nha. Mình sẽ cố gắng mình sản xuất những cái video thật là hay để mình gửi tới cho mọi người xem nhé. Và bây giờ mình sẽ tạm dừng clip nha. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nha, bye bye nha.